chúng tôi chỉ nói được một nửa đầu của chuyến bay của hãng hàng không Việt Nam Airlines. Và với những người trưởng của máy bay hiện nay, khán giả của Việt Nam Airlines đang quay hiện bên đây. Yeah.
Và chúng tôi sẽ thông báo một tin rất hot ở trên sân khấu, có một chị gái chưa?